Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Văn Tuấn, học viên lớp iOS 08. Hôm nay mình xin giới thiệu về sản phẩm tốt nghiệp của mình, sản phẩm có tên là quản lý chi tiêu. Ở mảng đăng nhập chúng ta sẽ có 3 chức năng chính bao gồm đăng nhập, đăng ký và quét mật khẩu. Đối với người dùng chưa có tài khoản, chúng ta sẽ chuyển đến mảng đăng ký. Tại đây, hệ thống yêu cầu người dùng nhập toàn bộ thông tin mới được phép đăng ký. Đặc biệt đối với email, ứng dụng yêu cầu người dùng nhập đúng format của email. Trong trường hợp người dùng nhập sai, hệ thống yêu cầu người dùng phải nhập lại. Sau khi người dùng ấn đăng ký thì sẽ có một thông báo yêu cầu người dùng mở email và xác nhận link. Trong ngay lập tức thì tài khoản và mật khẩu sẽ được truyền về lại trang màn hình đăng nhập. Tại Gmail, sau khi chúng ta xác nhận ấn vào giấy xác nhận thì chúng ta sẽ có được tài khoản để đăng nhập ứng dụng. Bước vào sản phẩm, đầu tiên chúng ta đến bảng thu nhập. Tại đây sẽ thống kê thu nhập của người dùng theo tháng trước và tháng hiện tại. Để tạo thêm một thu nhập, chúng ta nhập tên thu nhập. Sau khi khởi tạo thì giá trị mà định sẽ là 0. Và tại đây chúng ta sẽ nêu các khoản chi tiết của khoản lương. Giả sử như chúng ta có tiền lương công ty với giá trị là 12 triệu. Sau khi thêm sẽ có một thông báo thêm thành công và ngay lập tức ở mảng chính sẽ cập nhật toàn bộ giá trị của tổng lương mình đã có. Chúng ta sẽ thêm một vài thông tin khác. Ở đây chúng ta có chức năng tìm kiếm để giúp người dùng tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng nhất. Đối với mảng chi tiêu cũng giống như vậy. Mỗi khi sẽ có thêm nhập tên chi tiêu. Giả sử chúng ta có hạn mức ăn uống là 1.230.000 thì ở màn hình nó sẽ hiện ra số tiền mình đã chi và số tiền còn lại cho mục đích ăn uống. Ở đây chúng ta giả sử chúng ta có khoảng là tiền thịt với số tiền là 100.000 thì tương tự sẽ có một thông báo hiện ra. Vâng, đặc biệt ở mảng chi tiêu sẽ cập nhật đầy đủ cả thông tin số tiền mình đã chi và số tiền còn lại mình còn trong tháng. Điều này giúp người dùng cân đối được khoảng số tiền mình chi tiêu còn lại. Ở trang tài khoản sẽ giúp người dùng quản lý tài khoản một cách dễ dàng với các chức năng như
thay đổi ảnh nhận diện. Thay đổi mật khẩu hoặc là đăng xuất và xóa tài khoản. Và đó là sản phẩm của bản thân do thời gian không có hạn nên sản phẩm của mình có vậy.